Chào chị. À, qua nhà chị có chuyện gì hả? Dạ, sẵn ra ngoài thì cô Liễu nhờ em mang đồ của Lâm Chi và Tâm Anh qua đây luôn. Bộ có chuyện gì hả? Dạ, thì trong quá trình tập luyện thì mặc đồng phục cho nên không cần mấy cái này nữa. Nè. Dạ. Lâm Chi nó học được không vậy? Dạ, rất tốt. Chị đừng có lo nha. Cảm ơn em dạ, nha. Dạ, chị. Còn bây giờ, chúng ta sẽ học cách ăn uống. Phải ăn uống thật là sạch sẽ. Quan trọng nhất là không được phàn nàn về thức ăn. Trợ giảng, hãy làm mẫu. Được rồi. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. 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 Làm chi? Sao con không ăn? Không có miếng thịt nào mà sao con ăn được? Con không ăn mà không ăn. Bây giờ con sẽ đi dọn nhà của con. Phải ăn uống sạch sẽ. Không cần nhận thức ăn. Phải ăn uống sạch sẽ. Không cần nhận thức ăn. Lớn hơn nữa. Phải ăn uống sạch sẽ. Dậy, dậy, dậy! Trời sáng rồi! Nhanh lên! Má ơi, 4 giờ sáng. Ai phá vậy? Tự xếp mềm gối. Đi ra ngoài tập thể dục. Nhanh! Chị ấy đâu sẽ mệt giùm em ơi. Cái gì? Hả? Chú hả? Trời ơi, tôi đang ở địa ngục chứ không phải nhà. Quét sân! Quét! Quét, 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 quét! Cô kia! Nghiêm túc vào! Quét, 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 quét! Quét 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 quét. Không làm nữa đâu. Lâm Chi, tụi mình tới đây để làm gỡ hả? Lại vậy nữa rồi. Mày thích thì mày làm đi. Tao không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ tao phải đi về nhà của tao đây. Lâm Chi, Lâm Chi à, đứng lại đây. Lâm Chi. Ủa, Lâm Chi đâu rồi? Dạ, Lâm Chi chạy về nhà rồi. Hả? Nó vẫn chưa về tới nhà hả? Ừ, anh biết rồi. Nè Lâm Chi! Tại sao trở lại bỏ chú hả? Như vậy bây giờ phải thật nặng thì mới sợ đúng không? 1 Không được bỏ trốn. 2 Phải ngoan. Lớn lên. 1 Không được bỏ trốn. 2 Phải ngoan. Lớn lên nữa. Không được bỏ trốn. 2 Phải ngoan. Lên! Khi còn nhỏ, phải ngoan ngoãn, biết
Con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Sao rồi, mấy con chép xong chưa? Dạ chưa. Không sao, nghỉ ngơi một lát đi. Con người tới thăm các con kìa. Hả? Mẹ hả? Mẹ ơi, mẹ. Làm chị vậy? Mẹ em đâu rồi? Mẹ em đi tới trường rồi. Thôi qua đây nè. Đây, ngồi xuống. Chị có cái này cho hai đứa nè. Wow, là gà nè. Nè, Lam Chi cũng có nữa nè. Thơm quá. Em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị. Bữa giờ sao? Hai đứa học có vui không? Vui lắm á chị. Còn Lam Chi thì sao? Không vui một chút nào. Em nghĩ á, thời gian của ngôi nhà nhà hống chị cho đi. Em đã đánh dấu trên lịch rồi. Bây giờ chỉ cần đợi tới ngày về thôi. Ngoan. Mấy con phải nhớ, sau này phải là những đứa trẻ ngoan đó, biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Thoải mái quá. Lam Chi nè, bộ bạn thích lắm hả? Bộ mày không thích hả? Nếu vậy thì mày quay về ngôi nhà đó mà ở luôn đi. Thoải mái quá. Dạ, tụi con chào cả nhà. Trời ơi, khi người lính trở về phải không con? Trời ơi, nhớ gái bao.